Vào khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 7, Văn Đức Khánh, tổ Hòn Bồ, phường 12, thành phố Đà Lạt, chạy xe gắn máy và dừng gần tiệm vàng Khánh Nhung, nằm ngang hông chợ Thái Phiên, phường 12. Khánh đã có sự chuẩn bị từ trước, mặc bịt khẩu trang, đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm. Khánh bất ngờ chạy tới trước cửa tiệm vàng Khánh Nhung, dùng búa đập liên tiếp vào tủ kính cường lực trưng bày vàng, sau đó nhanh chóng thò tay vào tủ kính, lấy đi một nắm dây chuyền vàng, rồi chạy lên xe máy rồ ga bỏ chạy ra đường Nguyễn Hữu Cầu. Theo lời kể của ông Hoàng Công Khánh, chủ tiệm vàng Khánh Nhung, lúc này ông và vợ đang ngồi phía trong tiệm, nhưng tên cướp thực hiện hành vi quá nhanh nên không kịp phản ứng. Tới lúc kẻ cướp bỏ chạy, ông mới hoảng hốt kêu thất thanh cướp cướp, rồi nhanh chân chạy đuổi theo. Khi tới đoạn đường Nguyễn Hữu Cầu, cách tiệm vàng 30m, thì ông Khánh đuổi kịp, kéo áo gã đạo tặc ngã xuống đường. Lúc này người dân xung quanh chạy tới, cùng ông Khánh khống chế gọn tên cướp cùng tang vật. Tới 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành đưa Khánh dựng lại hiện trường vụ cướp. Số lượng vàng ước tính bị cướp khoảng 2 cây vàng, chủ yếu là dây chuyền và một số vòng vàng.